Xin chào các bạn, hôm nay mình thực hiện cái dịch vụ là vệ sinh động cơ cho chiếc Chevrolet Colorado các bạn. Chiếc này chạy cũng được gần 100.000 rồi đó. Thì các bạn thấy nó dơ như vậy đấy, không thể nào tưởng tượng được cái độ dơ của nó đâu. Tất cả xe máy dầu gần như là đều bị cái bệnh này. Thì cái này cũng có nguyên nhân lý do tại sao nó giống như vậy, nhưng mà mình cũng không có cách nào khác là mình chỉ biết đi vệ sinh nó thôi đó. Thì đây là chiếc Colorado mình đang làm. Còn đây là mình thử nè, mình lấy đồ mình quét cho các bạn coi cái độ dơ của nó là thực sự là như thế nào. Nó rất là dày nha các bạn, gần như cái bề dơ, cái lớp dày, lớp dơ nó dày cỡ 1-2 ly á. Đó, và cứ tưởng tượng một cái họng nạp là khí nạp cần phải hiệu suất cao mà nó bị đóng kín hết 1-2 ly thì hiệu suất chắc chắn nó sẽ giảm rất là nhiều các bạn. Nó này là bên trong cái họng nạp, bạn thấy cái súp bắp nạp không, nó đóng rất là dơ trên thành và lẫn súp bắp nạp. Đó, đây là mình tiến hành vệ sinh bằng đá khô. À, đây là kỹ thuật cao, mình triển khai cũng rất là thành công. Cái đó là đá khô CO2 đó các bạn. Thì mình dùng cái máy với áp lực rất là cao, mình phun đá khô trực tiếp vô cái họng nạp và những cái bộ phận cần vệ sinh. Từ đó nó sẽ làm sạch, sạch gần như là về zin nha các bạn. Đây là kết quả cuối cùng nè, như zin. Chỉ có cách này mới thực sự làm sạch được cái họng nạp giống như thế này thôi. Còn mình xài hóa chất này nọ thì nó chỉ tương đối,